Xin chào anh em, có lẽ rằng đây sẽ là một cái chế độ mà vừa mới ra mắt ở trong máy chủ chính thức của Mobile Legends mà liệu rằng anh em chưa biết được đâu ạ. Đó chính là cái chế độ hỗn chiến ảo ảnh mà mỡ ngay khi mà mới thấy mà đã lập tức mang vào làm cho anh em cái video clip về cái chế độ này ngay. Thì đây là một cái chế độ chơi rất là thú vị và lại gặp thanh niên cà khịa mỡ game trước anh em ạ. Game trước chẳng qua là mỡ chơi cũng là hỗn chiến ảo ảnh, đây là cái game thứ hai mỡ chơi. Nhưng bởi vì game trước thanh niên đấy cầm con bên cứ gọi là thả cá vào trụ để mà thắng nhờ cái việc đẩy nhà, cho nên thanh niên đầy gáy ở cái trong trận đấu này, đây sẽ làm cái cuộc so tài về cơ bản là cân hơn. Khi mà bên phía của team mỡ trong cái trận đấu hỗn chiến ảo ảnh này, đó chính là cái cô nàng Ruby, còn bên phía team bạn, bên phía cái thanh niên vừa vào thích gáy kia, đó là cái con Basia. Đấy, tóm lại thì ui từ từ lùi tín nè, rồi ra thương nè, làm choáng nè, các thứ các kiểu nè, và hồi máu nè. Đây sẽ là cuộc so tài giữa siêu hồi máu Ruby và siêu trừ máu Basia. Chúng ta đều biết rằng Ruby là một cái vị tướng hút máu nhiều nhất trong cái tựa game Mobile Legends này, đúng không anh em? Với cái ba kỹ năng đều là kỹ năng hút máu hết. Nội tại cũng là có khả năng gọi là thừa khả năng hút máu luôn. Còn team bạn đó là cái chất tướng Basia có khả năng khắc chế những cái vị tướng hút máu, thì chúng ta gọi là siêu trừ máu đi. Vậy thì kèo này bay màu nhưng không sao, về nhà để lên đầu anh em ạ. Vậy thì kèo này giữa siêu hút máu Ruby và siêu trừ máu Basia, ai sẽ là người ăn ai đây? Và đây chính là cái gameplay ở trong cái chế độ chơi hỗn chiến ảo ảnh anh em nha. Thật ra thì khi mà nghe cái tên gọi của chế độ chơi hỗn chiến ảo ảnh này thì mỡ cứ nghĩ rằng là mỡ đọc cái mô tả thôi mà. Kiểu chúng ta sẽ đối đầu với cả bản thân của chúng ta ở trên một cái chiếc cầu ý, thì mỡ sẽ nghĩ sẽ là kiểu cả năm cái vị tướng ý nó đều giống nhau cơ. Nhưng không anh em ạ, đây là một cái chế độ chơi nó giống như kiểu là đấu hỗn loạn nhân bản ý. Nó cũng là nhân bản nhưng mà không phải hỗn loạn, mà đây là hỗn chiến ảo ảnh. Thì thật ra cái tên gọi khác của nó là hỗn chiến nhân bản đấy, nghe như vậy anh em dễ hiểu. Chỉ là một cái chế độ đấu hỗn loạn bình thường, nhưng mà năm thành viên bên phía chúng ta sẽ là một được chọn là thành một cái vị tướng, và team bạn cũng sẽ được chọn thành một cái vị tướng. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, không có tăng sức mạnh gì cả. Và mới vào chúng ta cũng sẽ được đó là level 3, giống như là trong đấu gọi là hỗn chiến bình thường với anh em ạ. Rồi ok, quay trở lại ở trong cái trận đấu này thì đang là một cái pha gọi là ui đánh bùi nhùi các thứ các kiểu đến từ các người chơi cũng như là team bạn của anh em ơi. Nhưng đó là ui năm cái con Basia nó bú lại, nó đứng cạnh nhau. Và bên team mỡ thì đang bị trừ rất nhiều. Anh em có thể thấy những cái kỹ năng rất là lạ, đó là những cái dây xích đúng không ạ? Đó, cái dây xích này chính là cái dây thay cho cái phép bổ trợ tốc biến. Tức là thay vì chúng ta tốc biến lên phía trước đúng không, thì cái dây xích này ạ, nó sẽ móc chúng ta lại một điểm. Sau đó trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đi đâu thì đi, thì hết cái thời gian đấy thì dây xích nó sẽ lại được rút lại. Đó, nhưng mà cá nhân mỡ nghĩ là cái con Ruby này thì dùng nó hơi khó, nó không hợp lắm đối với cái dây xích này. Cho nên là đó, anh em thấy team của mỡ dùng liên tục không? Thôi, mỡ cứ chơi theo kiểu truyền thống anh em ạ. Ok, bằng trụ cái nhẹ này gạt vào đến cái trụ cuối này, có được cái mạng thứ tư ở trong trận đấu này sau 7 mạng phải hỗ trợ mà. Ê, có lẽ là cần phải lui về nhà cái để mà lên đồ ấy nhở. Nhưng mà có vẻ như là chưa lên bảng rồi, thời của mình đang tới rồi, chưa phải lên bảng. Ui, kèo này hình như là mặc dù Basia khắc chế Ruby, nhưng liệu rằng cái câu hỏi đấy, cái câu trả lời đấy liệu có đúng ở trong cái tình huống này không, khi mà cái chỉ số KDA nó đang quá là kênh lệch rồi, với 14 mạng bên phía team của Ruby và chỉ là 5 mạng bên phía của Basia thôi. Bởi vì rằng là mỡ nghĩ rằng là mà ui nhồng ra này, ui bị kéo này, ui bị gom này, ui bị hút máu này, ui team bạn bốc hơi ai thành viên, và team mỡ đang chiếm thế thượng phong. Basia là cứng đấy, là trừ giáp kinh đấy, nhưng không có đam, chỉ là những cái bánh xe công lý đi qua đi lại thôi anh em ạ. Tội, thực sự là tội luôn. Chảm sát cái nhẹ, Basia là cứng, nhưng mỡ sử dụng cái phép hỗ trợ chảm sát với khả năng gây sát thương chuyển, tức là kiểu máu bao nhiêu thì chảm sát vào bấy nhiêu luôn, nó chẳng liên quan đến giáp dùng các thứ các kiểu gì cả. Đó, ok. Chỉ số KD ở thời điểm hiện tại đang là 619 với 3.500 tiền, chắc là sẽ về nhà thôi. Trận đấu này thì không quá quan trọng cái việc gọi là team bạn có bao nhiêu cái khả năng gọi là ui không biết mấy con Basia này nó mấy con Basia này nó có gọi là stack cái giảm hồi máu theo con không nhỉ?
Kiểu ví dụ như là con này bị giàu máu rồi, xong con kia giàu máu thêm thì mình có bị stack không ta? Không biết anh em ạ. Theo mỡ nghĩ là không, nó chỉ stack theo đồ thôi chứ không có stack theo tướng đâu anh em ạ. Mê thề. Siêu hồi máu với cả siêu hút máu, đó chính là cái cuộc so tài giữa Ruby và Basia. Nhưng mỡ nghĩ rằng kèo này thì Ruby ăn, bởi vì cho dù giảm hồi máu đến là mấy, ui có ông còn lên cả vòng khóa hồn cơ. Đúng thật. Nhưng mà đúng, kỹ năng của Basia thì có cộng dồn với cả cái vòng khóa hồn, hoặc là cái hình như là chỉ vòng khóa hồn với cả hải thần chiến kích hay sao á, cái gì đấy. Trận này tao chấp đó, anh em thấy không, cái cuộc đấu nó rất diễn ra rất là bình thường, bản thân mỡ cũng không nháy đèn hay không gì cả. Nhưng mà quan trọng ở đây là vẫn có những cái người chơi hệ bốn chân anh em ạ, vẫn hơi cục xúc. Thôi kệ người ta đi anh em ơi, quan trọng ở đây là mình chơi, mình không cần phải kiểu trả lời hay là kiểu chát chủng lại làm gì cả. Bởi vì anh em biết không, im lặng là tột cùng của sự khinh bỉ anh em ạ. Đấy, để mà chơi với những cái người chơi hệ bốn chân như này thì thôi cứ cho nó gáy đi, bởi vì căn bản là đằng nào nó chả thua, đằng nào nó chả bị mình bán hành, và đằng nào nó chả bị mình nhét hành. Game trước anh em biết ạ, là mỡ gặp thanh niên này rồi, mà anh em biết tại sao thua không, là bởi vì con God đối đầu với cả cái con bên, mà con bên ý ở trong cái hỗn loạn nhân bản này, cái quên mất cái chế độ đấu hỗn chiến này, nó khỏe vãi nồi, nó cứ thả cá vào trụ ý, trụ tự mất máu anh em ạ. Thế thì nó cần gì đánh nhau với người khác đâu, anh em hiểu ý mỡ không? Nó cứ thả con baby sắc đu thả thẳng vào trụ á, trụ tự mất máu, team tự thua. Anh em thích thì mỡ có thể up cái trận đấu đấy cho anh em xem, không hề thua về mạng, nhưng cứ thả cá vào trụ là thế là trụ bay màu thôi. Thế nên ở trong trận đấu này là may sao lại được gặp lại để mỡ nhét thanh vào mồm, đánh cái trận đấu này là không phá trụ luôn, hạ gục luôn. Chơi game là để giải trí, thắng là nhờ chỉ số kê đây chứ đâu phải thắng nhờ phá trụ. Thế là game này là thanh niên hệ bốn chân là tự gọi là tự gọi là nhận thua rồi, tự ăn hành rồi, biết làm nào giờ. Quan trọng ở đây là trình độ đã có hạn nhưng thủ đoạn thì lại không có, thì là bị nhét hành vào mồm thôi. Giao tranh đang được nổ ra khá là hỗn loạn ở trong cái tình huống này, và ui thề với anh em, đánh cái chế độ này nó giống như kiểu một cái hỗn loạn khác, nhưng mà là để giải trí anh em ạ, là giải trí hơi căng trong trận đấu. Thôi xong, năm thanh niên Basia lên bảng đếm số, và nghe chừng đây sẽ làm cái kết không vui lắm dành cho bốn người chơi còn lại và một người chơi hệ bốn chân anh em ạ. Ok rồi, chắc là chúng ta có lẽ rằng thôi tầm này end game sớm làm gì, với một cái con Ruby mà đã có được dư giả cái khả năng hút máu, cái khả năng hồi máu đến từ cái móng vuốt Hash, đến từ cái vô tận chiến thương, và đến từ cái nó gọi là cái gì nhở, cái áo trong tâm linh đó, hình như không biết là rồi, hình như là như vậy. Cho nên là tầm này là ngại gì va chạm anh em, tầm này là mỡ nghĩ là cái khả năng ngăn chặn phục hồi đến từ cái bộ kỹ năng của Basia đối với Ruby thì nghe chừng là hơi khó. Và anh em thấy không ạ, luôn luôn ở trên đầu mỡ đó là những cái ký hiệu giảm khả năng hút máu đến từ Basia, nhưng mỡ cần tất hút máu vẫn là có. Ui, thanh niên hệ bốn chân kia vẫn gáy anh em ạ, nhưng thôi cho gáy đi, gáy này là gáy bẩn rồi, không quan tâm nữa đâu anh em ơi. Và đang là giao tranh nổ ra, mỡ không bị team bạn, không bị Basia team bạn nhòm ngó vào, và cứ thế mỡ được quẩy mạng thứ 9 của mỡ và mạng hỗ trợ thứ 17. Thanh niên hệ bốn chân kia làm gì đấy anh em? Ui, phải xử thanh niên hệ bốn chân ngay anh em. Thể hiện. Đây này, này thì gáy, này thì gọi là gáy, này thì là thanh niên hệ bốn chân, biểu tượng cảm xúc, nhét thanh vào mồm ngay. Anh em thấy không ạ? Chơi game thì đôi khi chúng ta được gáy, nhưng mà chúng ta gáy theo cái kiểu gọi là gáy bình thường và gáy nội bộ thôi. Ông kia lại còn bật chat ôn lên mà gáy. Gáy như thế này không phải gáy thường nha bạn, gáy như này là chỉ có tiếng gáy của cái loài bốn chân thôi anh em ơi. Ôi, game này không end nha, đánh game này end không có vui. Game này là chờ team bạn ra rồi chơi tiếp. Đây chính là cái sự giải trí của cái chế độ chơi hỗn chiến nào anh em nha. Chứ bây giờ mà kiểu chơi để phá nhà như thế thì vào cổ điển với đánh rank cho nó nghiêm túc. Chứ các ông chơi để phá nhà, chơi để thắng như vậy nghe chừng là nó hơi chán. Và mỡ sẽ cho team bạn cơ hội một lần nữa, bởi vì khi mà hồi sinh dậy, họ sẽ có được cái lượng trang bị. Trong cái chế độ hỗn chiến ảo ảnh này thì anh em vẫn sẽ phải bị hạ gục rồi về nhà mới mua được đồ nha. Như ở thời điểm hiện tại là mỡ đang muốn lên bảng điểm số lắm này, liên tục là kéo về làm choáng, nhảy tới nhảy lui, nhảy trái nhảy phải, hạ Basia như kiểu đánh bao cát vậy anh em ạ. Một cái sự gọi là không phản kháng cái nhẹ đến từ những cái người chơi Basia. Và có lẽ rằng ở thời điểm hiện tại anh em cũng đã nhận ra rằng là với siêu hút máu Ruby và với siêu trừ máu Basia thì kèo này Ayana rồi đúng không ạ? Về cơ bản thì một cái vị tướng tanker vẫn là đánh rất khó so với một cái vị tướng đấu sĩ với rất nhiều hiệu khống chế và cái khả năng hút máu kinh khủng như là cái con Ruby này.
Basia vẫn là một cái vị tướng có thể khắc chế được Ruby, nhưng vì chất tướng tanker yêu cầu một cái vị tướng đam sau, cho nên là nếu như mà muốn Basia ăn được Ruby thì may ra sẽ cần phải có sự trợ giúp đến từ một cái người chơi đam chính đứng phía sau Basia. Và dù sao thì khi mà Basia đang gọi là tấn công vào cái vị tướng Ruby này nha anh em nha, và mỡ có chạm sát cái nhẹ này, 1235 sát thương chuẩn, mạng thứ 13 của mỡ trong trận đấu này, và tiền đang là 4800. Và mỡ có lẽ rằng là xin phép anh em là xin lên mạng điểm xấu ở trong cái tình huống này để mà về nhà lên mua đồ anh em ạ. Tầm này 5000 tiền là để full đồ rồi, nhưng mỡ vẫn đang nhây. Ba thành viên Basia team bạn đang gọi là dồn sát thương vào, bị gắp và đấy rồi, về shopping thôi anh em ơi. Áo choàng tiên tri này, sau đó là sẽ hết tiền rồi, đang định lên cái khiên bất tử, nhưng thôi không sao. Ui, nghĩa là 5000 tiền là đủ mua cả áo choàng tiên tri lẫn khiên bất tử cơ. Có lẽ rằng là mỡ tính toán hơi sai, nhưng ở thời điểm hiện tại cái KDA nó đang thể hiện được cái vấn đề không có mỡ thì chợ nó vẫn đông anh em ạ, thiếu mỡ thì chợ vẫn đông. Team bạn vẫn lên bảng, đó là 4 thành viên và team của mỡ. Anh em thấy không, chơi game cái team này của mỡ ấy là gặp với cả team bạn là đúng giống như kiểu game trước, năm ông nào thì game này năm ông đấy luôn. Vì là mỡ chơi cái trận đấu này vào khoảng lúc tầm nửa đêm về sáng á, cho nên là team người chơi trong chế độ đấu thường còn khó, chứ đừng nói là chơi ở trong hỗn chiến ao ảnh. Đó, cho nên là năm ông team mỡ với cả năm ông team bạn vẫn y hệt là như vậy luôn. Đó, trận trước thua, tận này trận này mình bán hành lại thôi. Ok, và anh em thấy không, team mỡ đánh rất fair play, đánh không quan trọng cái việc phá nhà, quan trọng ở đây là trải nghiệm cơ. Và đây rồi, sẽ là team cùng mỡ lên có mặt ở đây, đó là năm cái vị tướng Ruby. Thật ra là chỉ 4 thôi, bởi vì một ông đang ăn đi cái con quái rừng hồi máu. Mỡ nhồng lên luôn, đánh lao thẳng vào đội team bạn luôn, đặt ra hồi máu đến từ vị trí của một cái người chơi Ruby nào đó, và mỡ nhồng ra dàn đam sau. Đam là không có, nhưng mưa dầm thì thấm lâu, liên tục là những cái kỹ năng hồi máu. Mỡ không mất máu, nhưng Basia team bạn thì liên tục là mất, họ không có cái khả năng hồi máu. Đó chính là cái nhược điểm và đó là cái thua thiệt của Basia team bạn so với những cái người chơi Ruby anh em ạ. Và ui, choáng này, gom này, kéo này, các thứ các kiểu này, ui thế này thì thở cái lông nách à. Hai người chơi Basia lên bảng, mỡ cân đôi luôn, ui kéo lại không được, bởi vì cái thanh niên kia là đã lăn về nhà mất rồi. Mỡ có được cái mạng thứ 15, đang là cái người chơi Ruby đạt được cái chỉ số KDA đẹp nhất trong cái trận đấu này. Và anh em thấy cái xích không ạ? Xích đấy tức là chúng ta sẽ thả neo một điểm, sau đó chúng ta thích đi đâu đi trong cái khoảng thời gian đếm ngược ấy, thì nó sẽ gọi là kéo anh em về. Đó, ok. Và mỡ sẽ tìm cách hạ gục cái anh chàng hoa xinh đẹp này nha. Kéo cái nhẹ mạng thứ 16, hạ anh ta bây giờ không còn vàng nữa rồi. Cái anh chàng gọi chị đi này thì cũng bất lực rồi, bởi chất tướng Ruby với Basia thực sự phải nói đánh là quá khó. Và kết thúc trận đấu này tại đây thôi. Trên đây là một cái video clip giới thiệu cho anh em về cái chế độ hỗn chiến ảo ảnh, một cái chế độ xả stress rất là thú vị ở cuộc so tài giữa Ruby và Basia. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.